nhất tháng 4 chúng ta trở về sân Từ Đường để triển khai công việc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa bà con cháu dòng tộc họ Phạm, họ Phạm Phúc chi nhất Thái Tư. Hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2020, tức ngày 16 tháng 9 năm Canh Tý, ngày dỗ tổ hàng chi, con cháu xa gần hội tụ về đây tổ chức cúng dỗ tổ, đồng thời tổ chức lễ khánh thành Từ Đường chi nhất Thái Tư họ Phạm Phúc, thôn Nam Huân, xã Định Phùng. Để ý kiến với tổ tiên, chứng giám cho tấm lòng của con cháu. Về dự buổi lễ hôm nay, tôi xin trân trọng và giới thiệu các vị đại biểu thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Đình Hùng, các vị đại biểu cơ sở thôn Nam Huân Nam, các vị đại biểu trong Hội đồng tự trị Hồ Phạm, huyện Kiến Sương, các vị đại biểu Ban quản trị sự trị sự Hồ Phạm Phúc, Ban trị sự Thái Tư, đại biểu các chị họ trong phái tư, các con cháu về dự, đề nghị chúng ta vỗ tay chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các con cháu trong chi họ, người xưa có câu: con chim có tổ, con người có tông. Tổ tiên là nguồn gốc, là cội nguồn của một dòng họ, chi họ và của mỗi gia đình. Cả dân tộc Việt chúng ta có một nguồn gốc theo truyền thuyết mẹ Âu Cơ, quốc tổ Hùng Vương. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, việc thờ phụng tổ tiên, chăm sóc phần mộ vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của các thế hệ con cháu đối với tổ tiên. Thấm sâu đạo lý ấy, con cháu trong chi họ chi nhất Thái Tư đã đồng tâm thuận ý, trăm người như một, đã góp công góp của xây dựng ngôi Từ Đường mới. Đến nay các hạng mục công trình về cơ bản đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Có thể nói đây là một công trình ước mơ của nhiều thế hệ nhiều đời. Công trình được tọa lạc trên một khuôn viên rộng rãi khang trang, đạt được các tiêu chí về văn hóa, tâm linh, phong thủy có hướng tốt. Công trình được đánh giá cao về mặt chất lượng xây dựng, kiến trúc đẹp, không gian hài hòa. Một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn và kính chúc các vị đại biểu cùng con cháu trong tổ mạnh khỏe và hạnh phúc.
Kính thưa các ông bà, cô bác, chú chín cùng toàn thể anh chị em trai gái như này, nội ngoại chi thức phái tư họ hạnh phúc. Hôm nay tôi rất vui mừng phấn khởi được thay mặt đại diện cho chi họ nồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu, quan khách cùng các ông bà, cô chú, các con cháu hậu duệ của chi họ đến và về đây dự lễ khánh thành và dỗ tổ của chi họ chúng tôi. Lời đầu tiên, tôi xin được gửi đến các vị đại biểu quý khách và toàn thể chư vị có mặt tại buổi lễ mừng công này lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chi nhất phái tư chúng tôi là một trong nhiều ngành được hình thành và ra đời phát triển từ nguồn gốc của họ Phạm Phúc, nay gọi là Phạm Phúc Đại Tôn. Với sự phát triển tất yếu của dòng họ, con cháu ngày càng thêm đông, đời tiếp đời, thế hệ sau tiếp thế hệ trước, cuộc sống lao động sản xuất không thể ở mãi một nơi, phạm vi và diện tích đất đai hạn hẹp được. Con cháu phải tìm đến các địa điểm khác để khai phá đất đai, lập ấp xây làng, dựng làng, duy trì sự phát triển tất yếu của dòng họ, tạo hóa ban tặng cho con người. Xuôi theo sự phát triển của dòng họ Phạm Phúc đến đời thứ 8 của Phạm Thiện Trung tổ thứ nhất, được các cụ trong dòng họ thời lúc bấy giờ đồng ý cho thành lập một trong nhiều ngành của họ Phạm Phúc, nay gọi là Phạm Phúc Đại Tôn. Và đến bây giờ con cháu các thế hệ sau cũng nhất trí đều gọi là chi nhất phái tư họ Phạm Phúc. Chúng tôi tính từ cụ Phạm Thiện Trương đời thứ 8, chi nhất chúng tôi đã phát triển qua 10 đời. Con cháu hậu duệ của tổ cứ tiếp tục sinh ra và đến nay, đến năm Kỷ Tý 2020, theo như chúng tôi muốn biết được là con cháu đã phát triển sang đời thứ 17. Do yêu cầu mưu sinh của con cháu hậu duệ của tổ chi nhất phải rời quê đi đến các tỉnh thành của tổ quốc Việt Nam để cư trú làm ăn sinh sống, đều một lòng hướng về cội nguồn và cũng coi cụ Phạm Thiện Trung là tổ của chi nhất và nguồn gốc của chi nhất là Phạm Phúc Đình Phùng. Tuy trống xa về địa lý vùng miền nhưng liên kết dòng họ vô cùng chặt chẽ, không chỉ vài đời con cháu mà còn được truyền tới vài ba chục thế hệ hoặc lâu hơn nữa. Cách đây đúng là 24 năm, năm 1996, chi họ chúng tôi đã có từ đường thờ tổ để cho con cháu tìm về cội nguồn và dỗ tổ cũng là dịp để cho con cháu là gặp mặt. Nhưng trải qua thời gian đến nay là 24 năm, tức là thì do cái yêu cầu tác động của thiên nhiên thời tiết và quá trình sử dụng công trình cũng xuống cấp rất nhiều, hư hỏng đòi hỏi phải tu sửa hoặc làm mới lại. Mặt khác do yêu cầu phát triển mới cùng với tâm nguyện mong mỏi của con cháu hậu duệ tổ là chi nhất chúng tôi phải có nhà thờ mới khang trang hơn, vững chắc kiên cố, phù hợp với điều kiện phát triển mới của đạo tộc. Từ những lý do yêu cầu trên, chi nhất chúng tôi đã đồng tâm nhất trí đóng góp công đức tiền của công chức để xây dựng lại mới từ đường, và chúng tôi đã làm được. Ngôi từ đường mới của dòng họ là một công trình khang trang đẹp đẽ, bền vững và kiên cố hơn từ đường mới cũ trước đây. Kiến trúc kiểu dáng kết hợp cổ kim hài hòa, nơi đây từ đường chi nhất phái tư họ Phạm Phúc xã Đình Phùng mãi mãi là nơi để con cháu xa gần tìm về cội nguồn, hãy hướng về cội nguồn, tìm về với dòng họ, tình cảm huyết thống ngày càng được sưởi ấm và niềm tin cuộc sống ngày càng thêm vững chắc. Chúc sức khỏe các cụ công các bà và toàn thể con cháu nông ngoại. Xin cảm ơn. Thank you.
nào. Thì ông bà mẹ, thì cùng các cháu và những người xin trân trọng.